cái chị chủ quán của gì, cái chị chủ quán nào đó đó là bán cơm, cái chị đó chỉ đem cơm đây cho chú đó quý vị, đem chai nước suối, chai nước suối à, chai nước suối ha, viên hộp cơm, xin mời giờ chị cho ông ăn cơm rồi, trà xanh đó, trà xanh, cho ông ăn sáng rồi, vậy đó hồi sáng ăn rồi hả cô, cho ông hộp rồi, vậy hả, vậy đó hả, ăn rồi ha. Chắc ta không nghĩ là con sẽ thì nó không biết xài đâu. Dạ. Cái con. Dạ cho tiền á. Cho tiền ổng chắc ông không biết xài. Nếu như cho cơm và ca nước thì ông dùng được. Mà cái này cũng đang lên quay rồi quay. Bye bye. Thì ở đây là cái tàu hạ, thị trấn cái tàu hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thì con quay một cái video này nữa là video thứ ba rồi đó. Con gặp chú lần này là lần thứ ba rồi đó. Cái này là quốc lộ 80 ha. Là chú thường ở đây hả cô? Ở đây 2-3 ngày hả? Thì cái chú này thì nghe cô kể đó quý vị, là ở đây 2-3 ngày rồi. Đây là quốc lộ 80, thị trấn cái tàu hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp quý vị. Thì thế bây giờ thì chú ngồi chú nghỉ ngơi quý vị. Thì trong trong quán quý vị thì có cái chị đó chỉ có đem một hộp cơm ha, một hộp cơm và một chai nước suối. Bên cạnh đó thì chú có một chai trà xanh ha, với một ly đây là quý vị, ly nước đá, chai trà xanh, hộp cơm, thì một chai nước suối quý vị. Thì cái chị chủ quán đó quý vị đem cho chú. Thì hôm nay thì Minh Tiền chia sẻ một cái video này, nếu như người thân của chú có gặp chú thì đến cái khúc đường này quý vị, khúc đường này là quốc lộ 80, thị trấn cái tàu hạ vào huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thì người thân có xem video của Minh Tiền thì đến đây để rồi rước chú về quý vị. Thì Minh Tiền nói chung là gặp chú lần này nữa là lần thứ ba ở tại con đường quốc lộ 80 này. Chú hút thuốc đó quý vị, hút thuốc nữa nè. Chú đi thì chú không có đội nón quý vị, chú có đôi dép nữa quý vị, chú có đôi dép. Thì chú đi thì chú quẩy cái này là cái mền quý vị, rồi hút cây, cái mền hút cây quý vị, và bên cạnh đó thì những chai nước. À, chú quẩy đi nè quý vị. Chú cầm hộp cơm, chú ơi cầm hộp cơm. Rồi mình kêu chú lại cầm hộp cơm gì, cái hộp cơm gì, cái chị đó chung quá chị mới đem cho chú hộp cơm. Và chú chú đi quý vị thì mình kêu chú lấy hộp cơm theo, thì chú chẳng những chú không lấy hộp cơm mà chú lấy cây chú gượt quýnh mình quý vị, chú gượt quýnh mình không vậy, tại vì cái hộp cơm này là cái chị chủ quán chú mới đem ra cho, mà mình thấy chú đi đó chú bỏ hộp cơm lại thì mình kêu chú lấy hộp cơm, chú không lấy hộp cơm mà chú lấy cây chú gượt quýnh mình quý vị. Đó chú xách đi, chú lấy hộp cơm, chú hộp cơm cho nước chú.
đây quý vị, hộp cơm ha, hộp cơm và chai nước, rồi chú bỏ lại quý vị, chú không lấy đâu quý vị, chú đi quý vị, đó chú đi đâu quý vị, đó chú bỏ hộp cơm luôn, bỏ chai nước suối luôn, bỏ chai trà xanh luôn và bỏ một ly nước luôn quý vị, chú không mang theo quý vị. Cái này chú bỏ cơm luôn, không mang theo gì. Bây giờ chú đứng chú quẩy quẩy đồ cái gì cây nữa quý vị, chú tính đi qua lộ hay gì đây không biết. Chú đi rồi quý vị, chú bỏ đi rồi. Thì chú đi cái hướng này là đổ về cầu Mỹ Thuận quý vị, đổ về cầu Mỹ Thuận là hướng này đi thẳng về cầu Mỹ Thuận quý vị, về Mỹ Thuận về Vĩnh Long nữa quý vị. Thì thôi bây giờ thì Minh Tiền xin phép video tại đây. Minh Tiền cảm ơn quý vị các bạn của bác anh chị mình đã quan tâm theo dõi video mới của Minh Tiền. Thì giờ đây Minh Tiền xin hẹn gặp lại quý vị các bạn của chúng ta một video mới tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, xin chào và hẹn gặp lại sau, bye bye nha.